Nhận định Phố Hiến với sông Lam Nghệ An. 18 giờ ngày 23 tháng 4, Cúp Quốc gia Việt Nam vòng 1. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tại V-League 2, Phố Hiến thể hiện phong độ không thật sự tốt. Đội chủ nhà vừa trải qua 2 trận thua sát nút với cùng tỷ số 0-1. Kết quả này khiến họ tụt xuống vị trí thứ 11 tại giải hạng nhất và chỉ có được 2 điểm số. Thành tích trên sân nhà cũng không khá khẩm hơn là bao. Cụ thể, kể từ giữa năm ngoái đến nay, trải qua 7 trận đấu đội chủ nhà mới giành được duy nhất một chiến thắng. Thống kê ở giải hạng nhất, hàng công của đội bóng này chơi khá tệ, sau 4 trận họ mới ghi được một bàn thắng. Lượt đấu thuộc khuôn khổ Cúp Quốc gia này, Phố Hiến sẽ phải gặp câu lạc bộ chơi ở V-League là sông Lam Nghệ An. Đội khách đang trải qua chuỗi ngày khá tăm tối, 5 trận đấu gần nhất họ để thua tới 4 trận, qua đó phải xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và có được 10 điểm. Thành tích bết bát này còn kéo sang cả sân khách. Sông Lam Nghệ An mới đây đã thua 2 trận gần nhất trên sân khách. Chưa kể, hàng phòng ngự vẫn là điểm yếu lớn đối với đội bóng xứ Nghệ. Mới qua 10 vòng đấu nhưng câu lạc bộ này thủng lưới tới 12 bàn. Mặc dù vậy, sông Lam Nghệ An vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà về cả chiều sâu đội hình cũng như tỷ lệ đánh cực của giới mộ điệu. Soi tỷ lệ kèo châu Á, kèo 3/4, không cả sông Lam Nghệ An và Phố Hiến đều đang không có được phong độ tốt nhất của mình. Nhưng nếu so sánh về chất lượng đội hình và giải đấu mà họ chơi, chắc chắn sông Lam Nghệ An sẽ có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn. Chọn sông Lam Nghệ An, soi tỷ lệ kèo tài xỉu, kèo 2/1/4 đã 5 trận đấu gần nhất trôi qua, Phố Hiến không thể ghi quá một bàn trận. Sông Lam Nghệ An cũng vậy, tại V-League đội bóng này chỉ có hiệu suất trung bình gần một bàn trận, chọn xỉu.